Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ Trương Mỹ Lan lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Ngày 29 tháng 11, VOA tiếng Việt tiếp tục có bài bình luận về vụ án Vạn Thịnh Phát với tựa đề vụ Trương Mỹ Lan lớn nhất chưa từng thấy, hậu quả rất nghiêm trọng. VOA cho hay bà Trương Mỹ Lan bị truy tố hàng loạt tội danh bao gồm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành trái phiếu rác cho dân. Tất cả những tội danh này đều xảy ra tại hay liên quan đến ngân hàng SCB. VOA dẫn lời luật sư Trần Quốc Thuận, từng là phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, bày tỏ lòng căm hận, căm thù đối với bà Lan và đồng bọn của bà trong vụ án mà ông mô tả là bọn hút máu dân. Đây là vụ án chưa từng thấy, lớn nhất kể từ khi Đảng Cộng sản cầm quyền, ông Thuận cho biết. VOA cũng dẫn lời blogger Ba Sàm, ông Nguyễn Hữu Vinh, nhận định rằng hậu quả kinh tế trong vụ án bà Trương Mỹ Lan là rất khủng khiếp. Tầm mức khuynh loát của vụ việc trong hệ thống ngân hàng và cả trong chính quyền là rất ghê gớm, ông nhận định, hình ảnh bài trên VOA. Blogger này cho rằng hai vấn đề quan ngại hiện nay là tác động của vụ việc đối với hệ thống ngân hàng của Việt Nam, phải làm sao để tránh sụp đổ dây chuyền, và bồi thường cho các nạn nhân của SCB như thế nào. Tuy nhiên, ông cho rằng chính quyền Việt Nam vẫn có thể giải quyết được hậu quả ở SCB. Kể từ khi bà Lan bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái, ngân hàng này đã bị ngân hàng nhà nước kiểm soát đặc biệt và hiện tại mọi hoạt động vay, gửi tiền ở ngân hàng này vẫn diễn ra bình thường. Đồng quan điểm, VOA dẫn lời chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng đây là vụ án vô tiền khoáng hậu trong lịch sử tố tụng của Việt Nam. Cái mà có lẽ đau lòng nhất là ngoài kia có hàng chục nghìn nạn nhân là những nhà đầu tư vào các trái phiếu của Vạn Thịnh Phát, ông Hiếu nói. VOA cho biết các công ty con trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã có hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu thông qua ngân hàng SCB để chiếm đoạt số tiền lên tới 2,4 tỷ đô la của hơn 40.000 nạn nhân, đa số là dân lao động và tầng lớp trung lưu. Vụ án này được công an tách ra để điều tra riêng. Ông Hiếu bày tỏ băn khoăn, không biết chừng nào các nạn nhân trái phiếu mới nhận lại được tiền. Vì với mức độ nghiêm trọng như thế thì việc điều tra các tài sản liên quan cũng sẽ mất đến vài năm. Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan, người đã thao túng tuyệt đối ngân hàng SCB. Còn đối với những người gửi tiền vào SCB, chuyên gia này cho rằng không đáng lo vì số tiền của họ được công ty bảo hiểm tiền gửi quốc gia đảm bảo. Trong trường hợp SCB phá sản thì những người gửi tiền tại SCB sẽ được bảo hiểm tới mức giá mà pháp luật quy định, ông Hiếu giải thích. Còn những ai gửi nhiều hơn mức đó thì phải đợi cho đến khi tất cả tài sản của SCB được thanh lý thì mới được bồi thường tiếp. Nhận định về khả năng vụ việc ở SCB có tác động dây chuyền đến hệ thống ngân hàng Việt Nam hay không, ông Hiếu cho rằng có thể có, vì trong hệ thống ngân hàng, các ngân hàng dù có tài sản riêng biệt nhưng lại hay vay mượn lẫn nhau. Nó có thể tạo ra sự bất an cho khách hàng của các ngân hàng khác. Trường hợp SCB, có thể chính phủ và ngân hàng nhà nước sẽ tìm cách cô lập nó để tác động không có tính chất lan tỏa, ông nói. Theo VOA, bên cạnh việc bày tỏ sự phẫn nộ, nhiều người dân và một số cơ quan báo chí Việt Nam còn chỉ trích, chất vấn về trách nhiệm của các cơ quan quản lý cũng như mức độ chặt chẽ của các quy định pháp luật. Họ cho rằng các sai phạm, sự buông lỏng quản lý không chỉ dừng lại ở bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước. Vì vậy, các nhà chức trách cần điều tra kỹ lưỡng thêm nữa để làm rõ còn có những quan chức nào liên quan, đồng thời để bịt lại các kẽ hở, lỗ hổng nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin vụ Trương Mỹ Lan lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Vì sao vật tư y tế giá rẻ của Trung Quốc tràn lan trong bệnh viện công? Ngày 28 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài vật tư y tế giá rẻ từ Trung Quốc, nỗi khổ của bác sĩ và rủi ro của bệnh nhân. VOA dẫn lời một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật não và lồng ngực cho biết, ông mới thấu hiểu nỗi khổ của người bệnh khi phải dùng các loại vật tư y tế giá rẻ từ Trung Quốc. Theo ông, vật tư y tế giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào hệ thống y tế Việt Nam là kết cục của quá trình thanh tra toàn diện các dự án cung cấp thiết bị và vật tư y tế thời gian qua. Từ đó, các bệnh viện đồng loạt tiến hành đấu thầu lại. Đấu thầu thì Trung Quốc họ vào và thả giá rất thấp, xong rồi về mới sản xuất theo giá đó. Nên giờ 99% là Trung Quốc trúng thầu, mà Trung Quốc trúng thầu thì chất lượng không ra gì. Đến bây giờ sự hiện diện của hàng Mỹ và hàng châu Âu tại Việt Nam có lẽ chưa được 1%. Hình ảnh bài trên VOA. Ví dụ một lưỡi dao mổ bình thường là 1.000 đồng một chiếc, nhưng ca mổ chỉ cần dùng một cái thôi. Nhưng khi đưa cấu hình là phải thế này thế kia là thép, thì Trung Quốc sản xuất giống hệt và bán giá 200 đồng. Nhưng một ca mổ lại phải dùng đến 6 lưỡi. Như thế, mặc dù họ trúng thầu nhưng cuối cùng lại đắt hơn. Các bác sĩ và bệnh nhân cũng khổ vì tốn tiền hơn. Mà chưa kể là mình không giải trình về bảo hiểm cho bệnh nhân được, vì bảo hiểm sẽ hỏi là một ca mổ rạch cái gì mà dùng tới 6 lưỡi dao, ông phân tích. Nhiều khi bệnh nhân chết mà chắc họ cũng không hiểu lý do tại sao. Hay lấy ví dụ các loại dịch hay kháng sinh, vị bác sĩ nói. VOA dẫn lời một đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và vật tư y tế cho các bệnh viện trên cả nước nhiều năm qua, chia sẻ. Đồ Trung Quốc cũng có dăm bảy loại, đồ Trung Quốc mà loại tốt thì cũng đắt chẳng kém gì đồ châu Âu hay đồ Mỹ. Nhưng nếu nhập hàng ấy về bán thì lấy đâu ra tiền đút vào mồm cho bọn kia. Giống như làm đường đấy, giao cho các anh làm thì các anh phải phết lại mấy chục %. Thì lấy đâu ra tiền để mà các anh làm công trình cho tử tế được. Việt Nam mình có cơ chế như thế, chứ không phải là do người Việt Nam mình thích dùng hàng kém chất lượng đâu. Người Việt Nam, người ta cực kỳ chịu chi cho đồ hiệu, đồ tốt, nhất là trong lĩnh vực y tế. Nhưng cơ chế nó như thế, anh lý giải. Hình ảnh nghị quyết mới cho phép các bệnh viện công lập tự xây dựng giá gói thầu và mua sắm trang thiết bị y tế công nghệ cao từ Mỹ và châu Âu, nhưng không bệnh viện nào dám áp dụng vì sợ vào lò. Vị chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật não và lồng ngực cho biết, những hãng không đấu thầu vào viện được thì người ta ký gửi tại các nhà thuốc ngoài cổng bệnh viện, thì người nhà ra đấy mua thôi. Tuy vậy, theo vị chuyên gia này thì cũng chỉ là giải pháp tình thế, không phải gia đình bệnh nhân nào cũng có điều kiện để mua đầy đủ các loại thiết bị vật tư y tế không hề rẻ này. Mình tiếc cái công học hành thì mình theo đuổi làm trong bệnh viện nhà nước, nhưng mà chắc năm tới cũng phải tìm ra bệnh viện ngoài làm thôi. Chứ làm thế này chán lắm, chẳng có hiệu quả gì cả, vì mình làm gì có trang thiết bị mà làm. Còn nếu cố làm mà không cẩn thận để cho bệnh nhân chết thì thôi ra ngoài mổ mấy ca nhẹ mà kiếm tiền, chuyên gia này tâm sự. VOA tiếp tục dẫn lời một lãnh đạo phụ trách vật tư và trang thiết bị y tế tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội cho biết, tình trạng tràn ngập của các loại vật tư y tế giá rẻ từ Trung Quốc tại hầu khắp các bệnh viện hiện nay có nguyên nhân từ quy định cách đây 2 năm trong việc chọn lựa nhà cung cấp. Bây giờ chúng tôi bị bắt phải đấu giá qua mạng, tức là đưa lên một cái đề bài thì nhà cung cấp sẽ vào đấu giá và mình chấm ở trên mạng, sau đó ai được thì họ mới mang hàng đến cho mình. Thế là Trung Quốc cứ nhảy vào đấu giá, mà đồ Trung Quốc thì làm sao mà tốt được. Anh cho biết thêm, theo quy định thì cứ ai chào giá rẻ nhất thì phải mua, nếu không sẽ làm sai và nhiều khả năng bị thanh tra kiểm tra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Vì sao vật tư y tế giá rẻ của Trung Quốc tràn lan trong bệnh viện công. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d